cho con này hay quá anh em ơi. Quá rồi quá đất. Một con của Điên duy nhất nha anh em của này. Đấy, mấy anh em bữa giờ hồi của Điên này. Con này là 242 nha. Vô là hát luôn á, không có đụng chạm được cái thì luôn á nha. Dạ chưa leo luôn nha anh em. Băng xung này anh em, băng Marcel nha. Cái băng này là 1 triệu một cái nha anh em. Băng này là bao anh em xài luôn, trục trặc đôi cái khác nha. Marcel xịn nha anh em ơi. Cái con hay anh em ơi. Anh em có tiền chơi đáng còn anh em ơi. Tô thử anh. Tôi lại mạnh hơn tôi tới ha. Chạy một chút. Nói chung là con này riêng nha anh em ơi. Con này là hàng Đức về luôn rồi nha. Một con duy nhất nha anh em. Ở đây có con U Hơ với con Sa Ba nữa. Chưa tết. Rồi ok nha. Anh em nào chơi thì Zalo nha anh em. Đấy nét nó này. Đi về bến đi. Nhưng mà đốt đánh này. Mấy nhỏ. Nè. Bạn nào là coi như anh em chơi được cái máy nào là nên mua của bạn này nha anh em. Mấy nhỏ là hay thật anh em ơi. Bằng hết sấy luôn. Con băng này là Marcel nha. Marcel xịn nha. Rồi, ok anh em nha. Chưa leo đầu từ luôn hay ở đây. Dạ. Rồi ok anh em nha.